Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinashin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý. Nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ đội vốn, gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến bến Thành Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ. Mức độ vốn khoảng 30.000 tỷ đồng, hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương dài 9,2 km. Dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước, một số tập đoàn, tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinanai, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với các cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỳ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm Bí thư Tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho Tập đoàn Betexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Sau đó ông trở về Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011, quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518 quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở, và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy định quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang năm 2011 đến năm 2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật, rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thì Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi vốn, thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được bầu vào vị trí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đây là một bước ngoặt lớn trong công tác lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đánh dấu sự tín nhiệm tuyệt đối của Đảng đối với ông trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về sự kiện này, vai trò của đồng chí Tô Lâm, cũng như những thách thức và kỳ vọng đặt ra cho ông trong nhiệm kỳ sắp tới. Vào sáng ngày 3 tháng 8, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lãnh đạo đất nước. Trong khuôn khổ của hội nghị này, đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được bầu vào vị trí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với sự đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức cả về kinh tế, chính trị và xã hội. Sự kiện này không chỉ mang tính chất quyết định về mặt lãnh đạo, mà còn phản ánh sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng đối với khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của đồng chí Tô Lâm. Vị trí Tổng Bí thư, đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, là vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đảm nhiệm vai trò định hướng chiến lược và quyết sách quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Trong quá trình bầu cử, đồng chí Tô Lâm đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên của Ban chấp hành, điều này cho thấy uy tín và sự đánh giá cao của Đảng đối với ông. Đồng chí Tô Lâm là một nhân vật có nhiều kinh nghiệm và đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình công tác, đặc biệt là trong vai trò Bộ trưởng Bộ Công an trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch nước. Với hơn 10 năm kinh nghiệm lãnh đạo ngành công an, ông đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo kiên định, quyết đoán và có tầm nhìn chiến lược. Ông Tô Lâm đã triển khai nhiều biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch và bảo vệ sự ổn định của đất nước. Điều này cũng phản ánh qua những nỗ lực của ông trong cuộc chiến chống tham nhũng, một vấn đề nhức nhối mà Đảng và Nhà nước đang quyết tâm giải quyết triệt để. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, nếu tham nhũng không bị đẩy lùi, Đảng sẽ mất lòng tin của nhân dân, mất chế độ và cuối cùng sẽ mất nước. Do đó, vai trò của ông Tô Lâm không chỉ dừng lại ở việc lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà còn mang sứ mệnh tiếp tục và hoàn thành cuộc chiến chống tham nhũng, để lại những di sản mà người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng. Việc đồng chí Tô Lâm đảm nhận vị trí Tổng Bí thư vào thời điểm này đặt ra nhiều thách thức không nhỏ. Đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề từ bên trong và bên ngoài, nền kinh tế cần phải phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị trong khu vực và trên thế giới ngày càng gia tăng, cùng với đó là áp lực phải duy trì sự ổn định chính trị và xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn đang ở giai đoạn cao trào, với nhiều vụ án lớn đang được điều tra và xét xử. Việc tiếp tục cuộc chiến này không chỉ đòi hỏi sự kiên định mà còn cần có những biện pháp mới, sáng tạo và hiệu quả hơn. Đồng chí Tô Lâm, với tư cách là Tổng Bí thư, được kỳ vọng sẽ tiếp tục vai trò người đốt lò mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng, đồng thời nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với vai trò mới, ông Tô Lâm sẽ cần phải định hình lại chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Sự ổn định chính trị sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ cũng là những nhiệm vụ cấp bách. Một điểm đáng chú ý là sự hợp tác quốc tế và đối ngoại trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng. Vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế ngày càng quan trọng, do đó, đồng chí Tô Lâm sẽ cần phải đưa ra những chính sách đối ngoại khôn khéo, linh hoạt nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực quan trọng trong Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đất nước đang đối diện với nhiều thách thức, ông Tô Lâm sẽ phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ khó khăn, nhưng với phẩm chất và năng lực đã được khẳng định, ông được kỳ vọng sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, tiếp tục con đường phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Việc đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Chúng ta có thể kỳ vọng vào sự lãnh đạo quyết đoán và sáng suốt của ông trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua những thách thức hiện tại và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Kinh hãi lời chăn trối của Nguyễn Hải Dương, đến giờ người cha mới dám nói ra sự thật. Không ngờ thành viên may mắn sống sót lại có cuộc đời bi đát như thế này. Đã 6 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án kinh hoàng tại Bình Phước, người ta vẫn không thể nào quên được tội lỗi tày trời mà Nguyễn Hải Dương đã gây ra. Hung thủ thì phải đền tội trước bản án của pháp luật, khép lại cuộc đời không thể dung thứ. Thế nhưng, nỗi đau và nỗi ám ảnh cho người ở lại và xã hội sẽ mãi mãi không thể nguôi ngoai. Cùng chúng tôi nhìn lại thảm án năm 2015 và những ngày cuối cùng của Nguyễn Hải Dương. Rạng sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015, người dân bàng hoàng phát hiện 6 người trong một gia đình bị hại tại xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vụ án gây chấn động cả nước và gây hoang mang dư luận. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, quê An Giang, từng làm trong xưởng gỗ và là người yêu cũ của con gái ông Mỹ, là nghi can chính nên đã tạm giữ Dương khi đối tượng này tới đám tang của các nạn nhân một ngày sau vụ thảm án. Sau đó, ngày 10 tháng 7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Văn Tiến, 24 tuổi, bạn của Dương, khi Tiến đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tới ngày 9 tháng 8, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam thêm Trần Đình Thoại, 27 tuổi, quê Vĩnh Long, là bị can thứ 3 liên quan tới vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17 tháng 12 năm 2015, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là do anh bị đối xử tệ. Viện kiểm sát thuật lại lời bị cáo Dương nói với người yêu cũ anh Linh, là con gái của Mỹ. Linh là người cuối cùng trong 6 nạn nhân bị vào rạng sáng ngày 7 tháng 7. Các bản giám định tinh thần xác định Dương Tiến trước, trong và sau khi gây án không có dấu hiệu bất thường. Do tức giận việc bà Nga là vợ ông Mỹ không cho Dương và Linh yêu nhau, Dương đã nảy sinh ý định và chuẩn bị cùng đồng bọn thực hiện kế hoạch. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào nhiều tình tiết tăng nặng. Dương thừa nhận hành vi phạm tội như đúng nội dung trong bản cáo trạng. Trả lời hội đồng xét xử về việc bị cáo đã hại bao nhiêu người, ngậm ngừng một lúc Dương giành giọt 6 người. Bị cáo cho biết, trước đó sống chung với Linh ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, đến tháng 3 thì chia tay, từ đó không gặp mặt nữa và nảy sinh ý định do bà Nga ngăn cấm. Tuy không nói trực tiếp với bị cáo nhưng thông qua người em họ của Linh, bà Nga muốn Linh quen người nào đó giàu có và thuận lợi cho việc làm ăn. Vì không tiếp xúc được với Linh nên mua hết cả gia đình, Dương nói với Thoại rằng ông Mỹ nợ tiền làm ăn nên rủ đi cướp lại, sau đó sẽ tạm biệt luôn những người này. Lúc đầu Thoại đồng ý đi nhưng sau đó nói bà ngoại bệnh nên không tham gia nữa. Do không thực hiện được kế hoạch, Dương mượn xe của dì ruột là bà Trinh và rủ người này cùng Dương đến nhà ông Mỹ. Lúc đó thì chị Trình có hỏi đi đâu, nhưng bị cáo nói đi đến nhà người bạn lấy đồ, sau này sẽ cho dì biết sau. Lúc đó bị cáo lên gặp Vĩ cho tiền là để thăm dò tình hình. Những lần ra khỏi nhà, Dương đều để bố và em gái ngủ rồi mới gỡ mái tôn giường gỗ, treo qua tường rồi lên nhà người dì mượn xe đi. Giải thích về việc này, Dương nói để tránh camera ghi hình ở giường gỗ phát hiện. Trước đó, cơ quan điều tra xác định Dương đã tính toán rất kỹ kế hoạch thực hiện âm mưu, dựng lên hàng loạt chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi. Sau khi Thoại từ chối, bị cáo quay sang rủ Tiến tiếp tục thực hiện kế hoạch. Dương khai, khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi để làm rõ quyết tâm thực hiện tội lỗi của bị cáo, Dương kể, rạng sáng ngày 7 tháng 7, Tiến cùng đến nhà ông Mỹ, sau khi nhắn tin cho Vĩ ra mở cửa thì cậu bé ngất xỉu. Tiến nói với bị cáo là thôi về đi, đứa nhỏ còn cứu được, nhưng bị cáo lại nói không được, sẽ lỡ hết kế hoạch nên bị cáo tạm biệt Vĩ. Sau đó Tiến nói với bị cáo, Vĩ mất rồi, không ai biết nên về thôi, nhưng bị cáo không đồng ý, Dương thẳng thắn thừa nhận. Sau khi bé Vĩ, Dương cùng Tiến đeo khẩu trang, tiếp tục đột nhập vào nhà ông Mỹ. Cả hai kiểm soát vợ chồng, con trai của Mỹ rồi hỏi nơi để tiền nhưng không được. Anh ta cũng cho biết thêm bé N, con của ông Mỹ đang ngủ nên cũng không biết hay phản ứng gì. Trước khi rời khỏi hiện trường thì Dương thấy bé gái khóc nên quay lại dỗ cho ngủ tiếp. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án kịch khung với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về hai tội hại người và cướp tài sản, Trần Đình Thoại 16 năm tù. Bữa ăn cuối cùng. Lúc 3 giờ sáng ngày 17 tháng 11, Nguyễn Hải Dương được ăn bữa cơm cuối cùng trước giờ thi hành án. Theo một thành viên đội thi hành án, Nguyễn Hải Dương đã được trích xuất khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước lúc 5 giờ ngày 17 tháng 11 đến 6 giờ 30. Nguyễn Hải Dương bị đưa vào khu vực thi hành án của Bộ Công an tại tỉnh Bình Dương. Một cán bộ trong đội thi hành án cho biết, từ lúc bị dẫn giải ra xe đến khi mất, Nguyễn Hải Dương tỏ ra rất bình tĩnh, không có biểu hiện lo sợ. Trước khi mất, Dương còn có thời gian châm lửa nhả khói. Sau khi thi hành án, Nguyễn Hải Dương mất ngay sau đó. Sau đó, Nguyễn Hải Dương được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Phước và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Được biết, việc cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà và được nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Luật sư Đỗ Hải Bình chia sẻ, khi vào trại tạm giam Tham Dương cách đây 15 ngày, Dương đón nhận chuyện thi hành án nhẹ nhàng lắm. Các phạm nhân khác còn kể, cậu ấy hát bolero rất hay nữa. Theo luật sư Bình, tâm lý của Dương khá ổn định, không quá sợ hãi hay hoang mang. Dương cũng như các người tù án kịch khung khác đều không được thông báo thời điểm thi hành án để tránh ảnh hưởng tâm lý sức khỏe. Dương vốn có giọng hát rất hay nên những ngày gần đây Dương hát cho các phạm nhân khác cùng nghe. Thời điểm tôi vào thăm thì cơ quan thi hành án vẫn chưa có ấn định ngày, Dương cũng không biết gì, cậu ấy cũng không hề xin ân xá. Có lẽ Dương đã biết được ngày mình đền tội sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Trước đó khi thông tin Nguyễn Hải Dương sẽ bị thi hành án thì bà Vũ Thị Thi, 47 tuổi, là mẹ của Vũ Văn Tiến bị án tiếp tay cho Dương, luôn sống trong tâm trạng hoang mang. Bà Thi cho biết lần vào thăm con gần nhất là vào ngày 2 tháng 11. Lúc này thì Tiến buồn rầu, tâm trạng bất an. Cậu ta có hỏi mẹ bên trại tạm giam có gọi điện gì cho mẹ không, rồi cúi mặt. Giờ tôi biết làm gì đây, tôi chỉ còn cách viết các bức tâm thư gửi đi cầu cứu khắp nơi, còn nước còn tát chứ tôi chẳng còn cách nào khác. Ông bà biết tin Dương sắp bị thi hành án mà than rằng Dương mất là đúng tội, nhưng Tiến mất ông không can tâm. Tại vì nếu Tiến đồng minh với Dương, dù đi cướp của Hải, Tiến đồng ý thì tôi cũng không còn gì để nói. Trao đổi với báo chí về việc Dương bị thi hành án thì bà Thi cũng chia sẻ, trước đó tôi có ý định qua Tết sẽ trực tiếp ra Hà Nội gửi đơn xin ra bán kịch khung cho con trai tới các cơ quan chức năng. Nhưng giờ Dương thi hành án sớm nên tôi quyết định ra Hà Nội luôn vì sợ sẽ không kịp mất. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Phước cho biết người tù Vũ Văn Tiến đã bị thi hành án tại Bình Dương. Trước khi bị đưa đi thi hành án thì Tiến được nghe công bố và tống đạt các quyết định không kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và quyết định bác đơn xin ân xá ra bán của Chủ tịch nước. Mẹ Nguyễn Hải Dương ngất xỉu khi hay tin con bị thi hành án. Trước ngày Nguyễn Hải Dương bị thi hành án, bố của Dương cho biết ông đã chuẩn bị tâm lý, riêng mẹ của Dương thì ngất xỉu. Sau khi biết thông tin Nguyễn Hải Dương được Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Phước thi hành án vào ngày 17 tháng 11, chiều ngày 15 tháng 11, ông Nguyễn Phú Hải, 49 tuổi là bố của Dương cho biết ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình ông làm đơn nhận con. Ngày ấy không giấu được nỗi buồn, ông Hải cho biết dù tội của con trai mình là không thể tha thứ nhưng nghĩ đến việc con trai mình sắp mất, ông không kìm lòng được, ông đau đớn. Lần gần nhất tôi gặp con là vào ngày 2 tháng 11, Dương vẫn ổn, có điều như thường ngày, Dương không nói gì với tôi cả. Tôi thấy buồn vì những lỗi lầm bà con gây ra, tôi lại không dạy dỗ được con, đến bây giờ con phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Theo ông Hải, Dương chỉ mong muốn sau khi mất đi sẽ được hỏa táng và đưa cho cốt về chùa để an táng. Trước có xin hiến mình cho khoa học nhưng không được, Dương buồn lắm, bởi theo cơ quan chức năng, khi bị thi hành án thì không thể nào hiến được. Tôi sẽ giúp con thực hiện trăn trối cuối cùng của đời mình là đưa cho cốt vào chùa. Khi được hỏi về mẹ của Dương, ông Hải cho biết vợ ông rất đau khổ khi nghe tin con trai sắp bị thi hành án, bà ấy đã ngất xỉu và khóc rất nhiều. Dẫu biết con mình bị tội thì tức đáng, nhưng có người cha người mẹ nào lại chịu được cảnh con mình mất đâu chứ. Hôm nay, bà ấy cùng với các dì cũng đến trại tạm giam để gặp con lần cuối nhưng không được vào thăm vì không đúng ngày. Theo ông Hải kể, Từ ngày Dương gây ra vụ án 6 người trong gia đình của Linh, gia đình ông phải đối mặt với lời ra tiếng vào từ nhiều người. Con gái của ông đi học cũng bị bạn bè không thích, và còn vợ ông mỗi khi nhắc đến Dương, đến Linh đều không kìm được nỗi xúc động. Lúc mới nghe tin cả nhà cháu Linh mất, bà ấy đã xỉu. Sau khi biết tin con trai mình là hung thủ thì bà ấy càng sốc hơn nữa. Có ai ngờ Dương đã làm ra những chuyện tày trời như vậy. Cũng trong buổi tiếp xúc lần này, ông Hải một lần nữa mong được gia đình của nạn nhân tha thứ bởi những mất mát quá lớn mà Dương đã gây ra. Đồng thời, ông Hải cũng bày tỏ mong muốn cuộc sống của gia đình ông sẽ trở lại bình thường, bớt điều tiếng không hay từ phía mọi người. Trước đó, bố của Nguyễn Hải Dương chia sẻ thêm, vào ngày 18 tháng 11 là sinh nhật của Linh, gia đình ông đến trước mộ cô gái thắp nhang xin lỗi. Phải đợi đến trưa chúng tôi mới dám vào mộ của Linh vì sợ giáp mặt với người nhà của cháu. Dẫu biết là xin lỗi giờ này đã muộn màng, nhưng nói ra còn hơn không. Từ hôm Dương bị bắt, gia đình ông chưa bao giờ vào thăm mà chỉ được đến trại giam gửi đồ cho con. Dương muốn gặp mẹ mà mẹ Dương chắc phiên tòa sắp tới không lên được vì bà chịu không nổi. Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất là việc Vũ Văn Tiến đã bị Dương đưa vào vòng phạm pháp. Ông bảo nếu Tiến phải nhận bức án cao nhất là do lỗi của Dương, áy náy của tôi sẽ chất chồng. Tiến nhìn hiền khô, chắc bị Dương rủ đi đòi nợ rồi yêu cầu tham gia. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi thì bố vợ của ông Lê Văn Mỹ, chủ công ty gỗ Quốc Anh cho biết, gia đình ông cũng không nhận được bất cứ thông báo gì về việc thi hành án Nguyễn Hải Dương vào ngày 17 tháng 11. Cuộc sống bé N, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ án ở Bình Phước. Vào năm 2017, 2 năm sau vụ án ở Bình Dương, cuộc sống của các biệt thự đang dần trở lại nhịp sống bình thường. Những công nhân đã đi làm trở lại. Riêng bé N khi ấy đã 23 tháng tuổi, thành viên duy nhất may mắn sống sót trong gia đình ông Mỹ đã rời Bình Phước lên Sài Gòn với dì và bà ngoại. Đến cuối tuần thì được đưa về căn biệt thự. Chịu trách nhiệm nuôi dưỡng bé là một người dì của bé. Dì của bé vào thời điểm đó chưa có gia đình riêng, nhưng có công việc thu nhập ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh và rất yêu thương bé nên hy vọng có thể bù đắp chăm sóc tốt cho bé. Còn về ngôi nhà và xưởng gỗ thì theo luật sư Đào Xuân Thành, đoàn luật sư tỉnh Bình Phước là người đại diện quyền lợi cho gia đình bị hại tại tòa sơ thẩm cho hay, hiện nay gia đình nạn nhân đã thống nhất toàn bộ tài sản do bé N thừa kế. Một nhân viên bảo vệ tại siêu thị nội thất đối diện căn biệt thự của gia đình ông Mỹ cho biết, một tượng Bồ Tát lớn và nhiều tượng nhỏ đã được dựng trước sân để cầu nguyện bình an. Do biệt thự ở gần quốc lộ nên nhiều người dân đi ngang cũng vào thắp nhang cho nạn nhân. Trước đây căn biệt thự không có người ở, giờ thì tôi thấy có người ra vào rồi. Có mấy lần tôi thấy con bé N cũng chạy ra ngoài chơi, con bé ngây thơ tinh nghịch lắm, tội nghiệp. Thời gian trôi qua, mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn khắc khoải mãi. Mỗi lần nhắc lại vụ án đó, dư luận vẫn không khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Dương Trung Quốc, người duy nhất khiến Nguyễn Tấn Dũng run rẩy giữa quốc hội, cả nghị trường nín thở xem trận đấu khẩu, gặp ngay tai nạn bí ẩn khi xong phiên họp. Thưa quý vị, ít ai biết rằng nhà sử học Dương Trung Quốc tham gia đại biểu quốc hội nhưng nằm ngoài đảng suốt 20 năm qua. Những phiên chất vấn sục sôi, ấn tượng nhất là khi ông hỏi thẳng Bộ Ngoại giao tại sao đọc báo cáo Trung Quốc xâm phạm trên Biển Đông lại né tên và chỉ đọc là nước ngoài, hay các vụ trầy trật BOT cho đến bất cập của sân bay Long Thành, chất vấn thẳng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về lời xin lỗi, và ngay sau đó là một vụ tai nạn bí ẩn mà chính ông cũng không biết lý do, thủ phạm ngay giữa lòng thủ đô. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc năm nay 77 tuổi, ông đã hoàn thành 4 nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội, liên tục từ khóa 11 đến khóa 14, 20 năm. Ông là đại biểu Quốc hội Đội đoàn Đồng Nai. Với tư cách là một đại biểu ngoài đảng tham gia Quốc hội, ông đã có những trải nghiệm quý giá và chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ của mình sau 2 thập kỷ làm đại biểu dân cử. Ông không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cho rằng là người ngoài đảng tham gia Quốc hội, điều đó khiến ông không bị ràng buộc quá nhiều vào những quy định của tổ chức. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13, ông Dương Trung Quốc đã đưa ra 2 câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một là, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Hai là, Thủ tướng có tán thành sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từng chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không? Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Dương Trung Quốc còn đặt ra một số vấn đề đáng suy nghĩ dù bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam được xem là sáng sủa. Thứ nhất là lòng tin của người dân với chính quyền. Ông đã liệt kê ra rất nhiều vụ việc như BOT trầy trật, không chịu thay đổi, câu giờ để kiếm lời dù chính phủ đang thôi thúc, coi cách mạng 4.0 như là một đột phá. Lợi ở đây không chỉ là đầu tư mà cả nhóm lợi ích, không loại trừ những người trong bộ máy chính quyền, Hùng Quốc nói. Hay những vụ việc như lừa đảo bất động sản ảo của doanh nghiệp Alibaba, cháy Rạng Đông, ô nhiễm nước sạch ở Hà Nội khiến cho người dân cảm thấy sự quản lý của chính quyền có phần tắc trách, chưa sâu sát. Những điểm tối tuy không che lấp được bức tranh sáng sủa của những thành tựu tích cực mà chính phủ nhân dân phấn đấu, nhưng nó khoét sâu vào niềm tin vốn chưa được phục hồi của dân về năng lực nhà nước được định nghĩa là của dân, do dân và vì dân, ông nói. Thứ hai là về vấn đề sân bay Long Thành. Ông Quốc bày tỏ nỗi lo đại dự án có thể bị chậm trễ vì cán bộ thu mình cuối nhiệm kỳ. Theo ông, từ giờ đến hết nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ giữa năm 2021 lại là cao điểm của nhiệm vụ gian nan là giải phóng mặt bằng, tái định cư vùng dự án. Vào thời điểm chuyển giao bộ máy quyền lực giữa hai nhiệm kỳ, bộ máy công quyền dễ rơi vào thu mình, đóng băng, bất động. Vì bắt nguồn từ mục tiêu an toàn để giữ vững hoặc cải thiện vị thế trong bộ máy quyền lực, điều đó là phương hại đối với việc chỉ đạo, dịch vụ công liên quan đến dự án người dân, ông Quốc nói. Theo ông, với dự án lớn, nếu không khắc phục được điều đó, nếu không có sự năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì việc xây dựng sân bay Long Thành khó hoàn thành. Điểm cuối cùng được ông nhắc đến và gọi đó là hạt sạn mang vị đắng, là việc tại sao không chỉ đích danh Trung Quốc, chủ thể của những hành vi vi phạm trên Biển Đông, trong bản báo cáo mà chính phủ trình các quốc hội tại kỳ họp. Nói về bản báo cáo của chính phủ trình bày trước quốc hội trong kỳ họp này về công tác đối ngoại, trong đó có vấn đề về Biển Đông, ông Quốc cho rằng các đại biểu đã cảm nhận được lòng tin, dù theo ông đây là nội dung chẳng cần họp kín mà nên công khai để cho dân được biết. Những hạt sạn đắng mà tôi nói tới là trước đoạn trích trên lại làm mệnh đề thiếu ngữ pháp khi báo cáo trên không nói rõ chủ ngữ của hành động vi phạm nghiêm trọng trong các vùng biển Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế, trái với tuyên bố DOC và thỏa thuận cấp cao là ai. Tại sao trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã nói rõ việc Trung Quốc là nước gây bất ổn ở Biển Đông trước bán dân thiên hạ, trước quốc tế, mà khi báo cáo đọc trước Quốc hội lại né tránh quốc danh của một quốc gia văn minh nhưng đáng lên án vì những việc làm trái với luật pháp quốc tế và lợi ích của chúng ta. Tại diễn đàn Quốc hội cũng vậy, cũng có nhiều đại biểu né tránh chỉ đích danh Trung Quốc, thay thế bằng khái niệm rất mơ hồ là nước ngoài. Dân ta nghĩ thế nào, người Trung Quốc nghĩ thế nào, sau này con cháu chúng ta đọc lại sử thì nghĩ gì, ông Dương Trung Quốc nói. Việc né tránh nhắc tới tên Trung Quốc mà chỉ nói là nước ngoài sẽ khiến không chỉ người dân Việt Nam mà người dân Trung Quốc cũng thấy khó hiểu. Vừa xong phiên thảo luận gây cấn, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bị tai nạn giao thông không rõ nguyên nhân. Một nhà báo tình chia sẻ rằng, tuần trước khi tôi còn ở trong Nam, anh Dương Trung Quốc phone bảo ra Hà Nội, lần này dù bận mấy, cũng bố trí một buổi để mấy anh em có dịp ngồi với nhau hàn huyên việc nước, việc đời. Chưa kịp gặp, được biết khoảng 9 giờ 40 phút, tối ngày 3 tháng 12, anh Dương Trung Quốc đang đi xe đạp điện ở phố Hòa Mã, Hà Nội. Bị tai nạn ngất xỉu, được người dân đưa về tận nhà. Vợ anh Quốc thấy chồng bị nặng, vội đưa vào bệnh viện. Sáng hôm qua, tôi đến thăm anh Quốc thấy mặt đang bị băng, mắt bên phải sưng. Tôi hỏi vì sao bị tai nạn giao thông. Anh Quốc không nhớ và không biết nguyên nhân vì sao, ai đi về phía mình. May là anh Quốc đội mũ bảo hiểm và không bị gì nghiêm trọng. Để kiểm tra trí nhớ của anh Quốc, tôi gợi ý về vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, thổi hơi thở cuộc sống vào sinh hoạt của nghị trường Quốc hội và văn hóa nghị trường khi phát biểu tranh luận. Anh Quốc rất tỉnh táo, ôn lại từ kỷ niệm xa xưa khi phát biểu về Vinashin không bằng Vinacho, khi sử dụng ngân sách nhà nước phải có hiệu quả, Vina tiên thuế của dân. Khi Trung Quốc cho cắt đường dây cáp ở Biển Đông cần phải tụ tâm, không được phân tâm vì chính quyền và nhân dân phải đồng lòng mới ứng phó được với hành động trái phép của Trung Quốc, nhất là sự kiện bãi tư chính gần đây. Nhà sử học dưới Trung Quốc là cố vấn sử học cuốn sách Gạp Ma, Vòng tròn bất tử và là người đã tham gia cùng First News, Chí Việt vận động và thu thập tư liệu và đã thức một đêm trắng viết lời bạt cho cuốn sách trước khi có sự tham gia của chủ biên Thiếu tướng Lê Mã Lương. Ông còn cho biết, một vài cơ quan truyền thông nước ngoài hỏi tôi có nghĩ rằng mình là đối lập không? Tôi trả lời, tôi chỉ cố là một tiếng nói độc lập để đóng góp cho lợi ích chung thôi,